Dạ vâng, em Hải xin chào các bác ạ. Ngày hôm nay em Hải xin trân trọng giới thiệu tới các bác một dòng vang số cao cấp của thương hiệu DB Acoustic. Đây cũng là mẫu vang số mới cho ra mắt thị trường của nhà hãng DB Acoustic. Model sản phẩm là DB D700. Các bác nào đã trải nghiệm các dòng vang của DB Acoustic, đặc biệt là dòng vang số DB S690 Pro thì có thể biết là tiếng echo rất là hay, sử dụng một chip echo cực kỳ cao cấp 21571 của DSP. Thì chiếc vang số D700 này chính là phiên bản nâng cấp hơn của chiếc S690 Pro về model sản phẩm, và cũng là phiên bản mới cho ra mắt thay thế mẫu sản phẩm S690 Pro trên thị trường của nhà hãng DB Acoustic. Hôm nay rất là vui mừng khi mà sản phẩm này đã có mặt ở tại cửa hàng, và em Hải lên sóng ngay giới thiệu tới các bác. Đây là chiếc vang số, ưu điểm sẽ là tiếng nhạc cực kỳ hay, với chip xử lý nhạc Sitte, âm thanh rõ ràng cực kỳ hay, và chip echo cao cấp phiên bản đời mới DSP21571, các bác hát rất là nhẹ nhàng và bay bổng với cái chip echo cao cấp này, và reverb thì tiếng rất là sáng, hòa quyện kết hợp với nhau cho ra một chất âm cực kỳ đẳng cấp. Và đặc biệt nhất là chiếc vang số này thì ngoài việc là chỉnh trên phần mềm trên máy tính thì các bác có thể là chỉnh tay được 99%, tức là các bác ngoài việc là cắm máy tính vào để chỉnh phần mềm ra thì các bác có thể là kiểm soát chiếc vang số này bằng cách là chỉnh tay đấy, qua các phím bấm ở đây ạ. Một clip sau em Hải sẽ hướng dẫn các bác cách chỉnh tay chiếc vang SD700 này. Đấy, bây giờ quay về phần ngoại hình của chiếc vang số này thì các bác ạ, thiết kế một màu sắc rất là đẹp, màu đen nhám, nó nhìn nó rất là nổi bật, và mặt là mặt phay nhôm cực kỳ dày. Đấy, một màn hình Mica rất là to để hiển thị, thứ nhất là đây là hiển thị thông số kỹ thuật, echo, reverb, mic và thông số để chúng ta có thể tinh chỉnh được, và các phím đây, các phím này, control để kết hợp với các phím đây để tinh chỉnh được phần mềm bên trong, và volume to nhỏ của mic, volume to nhỏ của effect của nhạc. Đấy, một jack RF232 để cắm cổng kết nối lên máy tính chỉnh phần mềm, và thiết kế 3 cổng mic phía trước là 3 cổng mic riêng biệt để các bác có thể tinh chỉnh volume to nhỏ từng cổng này. Mẫu mã rất là đẹp, sang trọng, và màu sắc này thì ghép vào bộ dàn cực kỳ ăn ý, cực kỳ ăn điểm. Kích thước thì cũng khá là to, khá là to so với các dòng vang số khác, và cân nặng rất là nặng. Cân nặng thì em xách các khoảng tầm là 4kg. Về phía sau thì điện nguồn vào là điện 220, công tắc nguồn ạ. Một quạt gió làm mát bộ mạch khi hoạt động. Sử dụng chiếc vang này sử dụng nguồn xuyến các bạn. Và tín hiệu đầu vào thì sẽ có cổng cắm là AUX1, AUX2, cổng quang optical giải mã âm thanh cực kỳ đẳng cấp, và một cổng rec để các bác có thể livestream bằng cổng này nhé. Tín hiệu đầu ra output có 6 cổng ăn chơi, gồm 2 cổng rep line cắm loa full, một cổng center làm loa lời, một cổng sub và 2 cổng surround có thể tinh chỉnh được kết hợp với các cổng còn lại để làm effect rời, và thêm được 2 mic phía sau nữa, tổng cộng là sẽ có 5 cổng mic, cực kỳ nhiều cổng mic. Sau sự thành công rất vang dội của S690, sau đó là S690 Pro, thì bây giờ hãng cho ra mắt thị trường bản nâng cấp sau khi là ngừng S690 Pro và cho ra một bản hoàn thiện hơn. Về đánh giá của em ý, thì sau khi em trải nghiệm thì cơ bản là về cái chất lượng, chất âm thì nó không khác gì S690 Pro, chỉ có mẫu mã là thay đổi cái mẫu mã. Về cơ bản thì cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ có duy nhất là thay đổi cái tên mẫu mã để cho người sử dụng biết đây là phiên bản mới của nhà hãng DB Acoustic sau khi là mới ra mắt thị trường chào hàng sản phẩm này. Đấy, các bác nào mà thích các dòng vang số mà vừa có thể chỉnh tay, vừa có thể chỉnh phần mềm và hát echo vang nhại, mềm mại, hòa quyện thì có thể tham khảo ngay chiếc vang số D700 này. Và đây là sản phẩm chính hãng của thương hiệu DB Acoustic, sẽ có là chứng chỉ COCQ và được bảo hành với nhà hãng là 2 năm và đổi mới trong vòng 3 tháng đầu tại Hiếu Minh Audio.
giá sản phẩm này thì cũng không thay đổi bằng giá của S690 Pro, giá là 5,2 triệu tại cửa hàng. Và các bác nào quan tâm đến chiếc vang số này có thể liên hệ trực tiếp cho em Hoàng hay là Hiếu Minh Audio với các số điện thoại online. Và khi các bác liên hệ trực tiếp thì em hứa sẽ để cho các bác với cái giá ưu đãi và giá tốt nhất với các sản phẩm của bên em ạ. Hiện tại em Hải đang cầm số hotline là 0982352313. Đây là cơ sở 1, thì ngoài miền Bắc thì anh em đang cầm là 0919182223. Và đây là các địa chỉ cửa hàng của bên em. Và bên em cũng có trả góp ở tất cả các hệ thống của bên em ạ. Trả góp lãi suất cực kỳ thấp từ 0%. Ok, và bây giờ thì em Hải sẽ lắp chiếc vang số D700 này lên bộ dàn karaoke và mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của chiếc vang số phiên bản mới của nhà hàng DB Acoustic. Xin mời các bác cùng theo dõi.